Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha File. Hôm nay mình sẽ trở lại với chuyên mục Sun Aerof với dự án Zeta Chain ha. Zeta Chain hôm nay nó có ba cái nhiệm vụ mới. Ba nhiệm vụ này thì nó khá là dễ, nhưng mà mình muốn hướng dẫn với các bạn để làm sao cái thứ tự á, và những cái mẹo làm thứ tự sao cho nó ổn nhất, nó ít tốn tiền nhất ha. Và mình cũng chỉ cho các bạn một cái mẹo rất là hay mà mình không biết là cái những người khác trên mạng có chỉ các bạn chưa, nhưng mà mình suy nghĩ ra là cái từ receive này các bạn không cần swap ở trên mấy cái sàn desk như là thằng AD Finance hay Izumi đâu, thì mình sẽ dùng một cái biện pháp khác là gửi từ ví này qua ví kia ha. Ở đây rõ ràng cái từ nó dùng là receive chứ không phải là nhất thiết là từ swap ha. Rồi mình bắt đầu vô ha, mình bắt đầu vô với cái thằng receive này trước ha. Nó rất là đơn giản các bạn. Các bạn nhớ ở lần trước mình có hướng dẫn với các bạn khi mà swap trên sàn Izumi á. Đó, cái sàn Izumi nó xịn chỗ nó có cái phần này nè. Cái phần mình click vô đây có cái order history đây này. Đó. Rồi, các bạn click vào tiếp này, thí dụ BTC ha, thí dụ BTC. Mình sẽ lấy cái contract của con BTC mình add vô cái ví MetaMask này, thì làm sao để mình tìm cái contract nó? Thì mình hướng dẫn với các bạn, mình sẽ ghi luôn cái contract ở dưới cái địa chỉ ví ở dưới phần mô tả clip cho các bạn ha, nên các bạn chỉ cần lấy xài. Còn này mình hướng dẫn tại sao mình mò ra cái này đó, mình suy nghĩ trước rồi đó. Rồi mình click vào cái chữ BTC này ha, click vào đây chính là contract của BTC, cái BTC mà trên Zeta Chain nè. Contract thì các bạn copy cái này để các bạn add vào, thì các bạn làm vậy ha, bật qua phần token ha. Đây mình có add sẵn rồi. Ủa BTC đâu mất tiêu rồi. Hên quá, BTC chưa có, hôm nay có làm mẫu được cho các bạn rồi. Click import token ha, dán vô. Rồi. Đó, hên quá. Đó. Tương tự với những thằng kia ha. Tương tự với thằng ETH với BNB mình cũng làm y chang vậy đó. Mình click vào hang này nè. Đó, BNB thì làm cái này, ETH thì làm y chang. Đó. Thì khi mà các bạn gửi, khi các bạn nhận chứ, nó kêu nhiệm vụ là receive nè. Receive nè. Bây giờ mình thử receive cho các bạn BTC ha. Mình sẽ receive bên cái ví này đi. Ví này receive cái gì rồi? Nè, ví này chưa có receive BTC nè. Mình sẽ lấy ví này ha. Rồi mình cho phép mình che cái địa chỉ ví mình lại nha. Ở đây BTC, gửi BTC qua ví kia ha. Click vô đây, send. Dán địa chỉ ví vô. Rồi maximum, rồi gửi qua next. Thì cái hành động mà khi các bạn gửi một token qua một ví khác nó tốn rất ít tiền nha, tốn rất ít tiền so với cái hành động các bạn swap. Swap các bạn vừa phải trả hai lần tiền, một là cái lần tiền thứ nhất là phí gas ha. Lần tiền thứ hai là các bạn phải trả cho cái sàn DEX đó, cái tụi nào mà nó add liquidity pool đó, nó phải trả cái phí add liquidity pool đó cho những cái người mà tham gia add liquidity pool vô đó. Đó, cho nên cái cách này rất là hay, vì các bạn chỉ tốn phí gas thôi, mà phí gas Sandcoin nó rẻ hơn cái phí gas mà approve smart contract rất là nhiều. Và bây giờ mình refresh lại cái này ha, mình mới vừa gửi rồi đó, các bạn thấy không, receive BTC đó, rất là đơn giản, tương tự với ETH với ETH và BNB ha, mình cũng làm tương tự như vậy, rất là tốn rất là ít tiền. Rồi bây giờ tới cái bước thứ hai là những cái nhiệm vụ mới này. Những nhiệm vụ này thì khá là dễ, thì mình làm cái nhiệm vụ min instant Zeta Chain này trước ha. ST Zeta chứ không phải là Zeta Chain. Mà cái ST Zeta này nó khác với cái ST Zeta của mấy cái thằng desk, của hai cái nhiệm vụ của sàn DeFi kia. Rồi bây giờ mình làm đây. Stack, mình chọn vô đây Stack Zeta ha. Đây. Các bạn stack ít thôi nha, tại vì hiện tại nó không cho đổi ngược chiều ngược lại. Khi các bạn đổi ra ST Zeta này nè, nó chưa có cho các bạn unstack redeem á, redeem ngược lại nè, lên Sun nè, nó chưa cho các bạn đổi ngược lại, ít thôi. Mình chỉ cần làm nhiệm vụ mà 0.1 thôi cũng được. Hồi nãy cái ví kia mình quên làm tới 1 luôn. Tới 1 đồng Zeta là uổng tiền quá. Rồi mình bấm min ha. Má ơi 0.4 đô. À.
phí ga lại, còn cái này 0.1 là 0.24 đô, giá Zeta giờ đang tăng quá trời lên 2.45 đô rồi các bạn. Thôi đợi một chút. Rồi xong, đợi một chút. Ở nhiệm vụ này nó kêu mình là đây, min and stake ST Zeta. Nhưng mà thực tế ở mình làm cái ví trước mình không có cần stake ST Zeta vô cái pool này, mình không cần stake ha. Mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ, để giờ mình kiểm tra lại cái mình refresh activity coi. Ồ đó được luôn ha các bạn. Khỏi cần stake ST Zeta làm gì, cứ để đó đi. Có 0.1 stake làm gì, kiếm lời được có 6%, năm 0.1 Zeta kiếm lời 6%, năm làm gì, bây giờ cứ để đó đi. Rồi mình sai ha. Để kiếm rồi. Xong thằng đó, bây giờ mình tiếp tục qua tới nhiệm vụ swap ha. Thì các bạn làm nhiệm vụ swap này trước nè, xong rồi hãy làm cái nhiệm vụ của thằng kia, của thằng này là gì? Tên là gì nhỉ? Rain Protocol. Tại vì nhiệm vụ của thằng này mình sẽ làm cái cặp này nè. Còn mấy cái cặp này nó cái độ dao động cao quá, nó đều neo với lại tụi USDT, tức là stablecoin, nó phí nó, cái độ dao động nó cao quá, nên mình làm cái cặp này cho chắc. Nó an toàn hơn. Rồi. Connect wallet ha. Rồi các bạn chỉnh về đồng Zeta và các bạn sẽ swap ra cái đồng ST Zeta. Lưu ý các bạn, lưu ý nè, cái đồng ST Zeta này không phải là cái đồng ST Zeta bên này ha. Các bạn, hai cái contract khác nhau các bạn nè. Cái contract của thằng này nó khác với cái contract của thằng này á. Và các bạn thấy cái logo cũng khác không? Cho nên mình không thể xài được nó cho cái kia, rất tiếc, rất tiếc. Rồi, cái này mình làm ít thôi, mình chỉ làm 0.1 thôi nha các bạn. Quá bao 0.1 thôi, không cần nhiều đâu. Ôi lộn, thằng này nó bây giờ nó bắt tối thiểu 2 đô, nhưng mà không sao, lát nữa mình add liquidity á, mình add 0.1 thôi là được nha các bạn, đừng có add nhiều quá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ rút tiền ra và mình swap ngược lại và nó sẽ đỡ tốn tiền của mình. Bỏ tài fail. Ui sao fail vậy? Kia làm mượt quá trời mà cái này nó fail. Để mình đẩy max ga lên coi. Transaction vẫn fail ta. Tiền thì vẫn trừ, mà fail thì vẫn fail, bỏ tay. Mình qua cái ví bên này mình làm nha các bạn. Mình qua cái ví mình làm thử coi cái nguyên nhân nó tại sao vậy. Này mình có làm 3 ví. Chả hiểu nguyên nhân luôn, nãy mình làm cái ví kia rất là ngọt luôn á. Zeta ST Zeta 1. Đó, bên này chạy được, mình có lẽ là vì cái trình duyệt của mình nó chạy không được, chứ cái này nó báo successful này. Đó nè, có ST Zeta trong ví này, thấy không? Có lẽ là do cái trình duyệt Chrome bên kia nó gặp vấn đề, lát nữa mình xử lý bên đó làm sao. Dễ thôi, gì chứ dễ đó. Rồi sau đó mình qua tới cái thằng
SD này ha. Ủa, lộn. Rồi accept, connect MetaMask. Rồi mình sẽ add liquidity pool vô cái pool của thằng này ha. Add ít thôi nha các bạn. Rồi các bạn add cho mình 0.1 thôi, mức tối thiểu. Rồi không có WZeta đúng không, mình click chọn cái này, nó sẽ wrap cái đồng này lại thành WZeta ha. Cái đồng Zeta này của mình sẽ wrap lại, các bạn thấy không, chỉ tốn mình bao nhiêu đây mà cái liquidity pool của mình cứ tốn như đây, nhưng chứng tỏ cái pool này nó trượt giá dữ lắm, cho nên mình add ít thôi để đỡ trượt giá cái đồng của mình. Cái hành động này mình đang wrap nha, wrap cái Zeta thành WZeta đó. Nó sẽ có 4 lần approve transaction kiểu này. Nè mình chỉ mình cho các bạn coi nha, 4 lần. Rồi lần thứ nhất ha. Rồi, cái này nó kêu các bạn approve cái quyền sử dụng STZeta nè, mình approve cho nó 0.1. Xong rồi nó sẽ hỏi cái approve cái quyền sử dụng cái đồng WZeta. Bước tiếp theo á, nó sẽ có 4 cái lần approve như vậy. Tại mình nói kỹ vậy để cho những cái bạn mà mới lần đầu tiên tiếp xúc với lại DeFi á, mấy cái sàn DEX á, các bạn hiểu tại sao ủa sao nó bắt approve gì quá trời. Nè, thì WZeta đáng lẽ các bạn chỉ cần bao nhiêu đây thôi, các bạn thêm vài số 0 vô cũng được nữa. Đó. Các bạn chỉ cần approve cái lượng số lượng này cũng được, mà nhiều số 0 quá hơi mệt, approve như đây thôi có 0.01 cũng không nhiều tiền. Rồi, cái bước này xong bây giờ mới là add liquidity pool nè. Bước này mới là add liquidity pool nè, 4 bước ha các bạn. Rồi, xong ha. Sau khi add liquidity pool xong thì các bạn vào lại trong thằng này ha. Các bạn refresh nó. Nhớ là cái ví này nãy mình chưa làm nhiệm vụ này các bạn, đừng có lẫn lộn nha. Hồi nãy cái ví này mình chưa hề làm nhiệm vụ này nha. Mình làm ví 2 đấy. Này mình claim luôn, hồi nãy mình có gửi Zeta trước cho ví này, mình claim luôn ha. Đó, claim hết điểm nó đi. Rồi sau khi claim xong các bạn quay lại đây. Cái bước này là không cần thiết nha, nhưng mà đối với mình là một cái người lính an toàn đặt là trên hết, cho nên sẽ quay lại đây tháo pool nó ra. Mình không có muốn để gì trên này đó, tháo pool ra. Dù gì mình cũng đang dính trong này như đây thì mình tháo pool ra. Rồi tháo pool ra thì cái phần mà WZeta hồi nãy mình không cần swap về luôn nha các bạn, tại vì nó là 0.1234 số 0 lận. Các bạn swap về cái phí còn cao hơn cả cái kia, nên không cần swap về đâu, cứ để vậy đi. Mình chỉ cần đẩy cái đống STZeta này nè trở về Zeta thành cái đồng Zeta của mình thôi. Mình quay trở lại cái thằng app.sd finance này ha. Rồi các bạn bridge ngược lại cho mình, bridge hết luôn, maximum luôn. Ở đây nó dở, nó không có đề cái nút max. Rồi được nè. Rồi approve ha. Swap ngược lại hết, mình không có để cái gì ở chế độ STZeta hết nha bạn. Swap về hết Zeta. Mày mốt Zeta nó mà tăng giá thêm là cắn lưỡi luôn quá. Để đây rủi mất bet, các bạn cắn lưỡi luôn á. Mất bet tức là một đồng này đổi không ra một đồng này á.
Rồi. Hồi nãy là approve cấp quyền cho nó sử dụng STZ ha. Còn bây giờ mình swap ngược cho nó ra. Rồi, ok, xong rồi đó. Rồi. Như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái mẹo của cái tuần này, hình như tuần thứ 3, thứ 4 gì của tụi Zeta Chain rồi. Các bạn cố làm cái thằng Zeta Chain này nhiều lên ha. Cái bull aerob của nó cho Mainnet vẫn còn nhiều lắm nha các bạn. Mình nhớ là cái bull của mấy bữa mà mình nhận cho testnet á, nó chỉ có mới 1.5% thôi. Còn cái bull của cái tụi Mainnet này nè, nó lâu đó lên tới 5-6% lận, mình nhớ nó nhiều hơn hẳn. Nên cố làm thì các bạn cố đua điểm đi. Zeta Chain nó rất là rẻ luôn. Rồi, cái video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy comment dưới phần bình luận bên dưới, hoặc comment vô trong cái group Telegram của mình, có đường link để dưới phần mô tả ha. Các contract của BNB, BTC, ETH mình cũng để dưới phần mô tả luôn đó. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like, một share, và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.